Rồi, nghe nghe thầy rõ không mấy đứa? Dạ rõ thầy. Hôm nay thầy sẽ trong vòng 3 phút thì thầy sẽ có một số góp ý hoàn thiện cho các bạn thực hiện case 1.1 và 1.2. Tuy nhiên có đến 30 đến 50% cái phần góp ý của thầy cho mỗi bạn ấy có thể hữu ích đối với các bạn khác hoặc là các bạn thực hiện những nhiệm vụ khác hoặc chương khác nhé. Đầu tiên là cái case 1.1. Đây là case liên quan đến case 1.1 và 1.2 thì đều liên quan đến cái vấn đề liên quan đến phạm vi thị trường. Trong đó case 1.1 là liên quan tới cái thị trường chất tạo ngọt. Với cái case 1.1 thì có bạn Khánh Vân này, bạn Ngọc Thùy này, bạn Minh Phương này. Đó. Còn số bạn thì bữa trước thầy góp ý rồi. Nay sau khi nghe thêm cái ý kiến góp ý của các bạn khác nữa thì cũng có thể có cái ví dụ bạn Thu Sương thì góp ý rồi, bạn Dương Nhi góp ý rồi. Thông qua buổi hôm nay thì có thể có thêm một số ý kiến để hoàn thiện trước khi thứ hai trình bày. Đầu tiên là Vân, em bật mic lên, em bật lên cái này. Dạ vâng em đây. Thứ nhất là nói lại những cái gì thầy vừa nói đi. Em có 3-4 bạn thì giờ mới dâu đi. Dạ thưa thầy là hôm nay thầy sẽ góp ý cho các bạn case 1.1, 1.2 để thứ hai các bạn thuyết trình, nhưng mà sẽ có khoảng 30% liên quan đến các bạn khác, nên là các bạn khác cũng có thể vào nghe góp ý để có thể hoàn thiện bài của mình ạ. Rồi. Đối với cái case 1.1 ấy thì của Khánh Vân này, của Ngọc Thùy này, của Minh Phương ấy, thì thầy chăm chú lắng nghe thì thầy có một số cái ghi chú lưu ý này. Là đầu tiên liên quan case 1.1 ấy thì trong cái tài liệu hướng dẫn thuyết trình ấy, trong đó có cách xây dựng hướng dẫn các bạn thuyết trình một cái case hay một cái bài thuyết trình như là một kể một câu chuyện. Mà đã là một câu chuyện thì nó phải có mở đầu, mở bài, thân bài, kết luận. Đúng thế không Vân? Em nghiên cứu tài liệu có thấy cái chuyện đấy không? Có nghĩa là từng phần thì cách tiếp cận như thế nào thì trong tài liệu đấy thì biên soạn thì có hướng dẫn rất là kỹ. Có đúng theo Vân nhỉ? Dạ vâng ạ. Và các bộ tiêu chí. Thầy thấy rằng là có một số anh chị các khóa trước ấy, thậm chí là các khóa mãi về trước 39 và 41 gì đó, thì đến khi ra trường rồi mà vẫn có cái hiện tượng là chưa thuyết trình bao giờ trong giảng đường đại học. Ví dụ như là cái lớp một số lớp như quản trị luật 39 thì quy mô một lớp đấy nó khoảng 150 thôi. Còn quy mô lớp mình khoảng 100 thôi đúng không Vân? Dạ vâng. Nhưng mà cái lớp của anh chị đấy là 150, 160 gì đó. Lớp nó đông như thế nên là có xảy ra hiện tượng đó là học cả 5 năm đại học mà không bao giờ đứng trước đám đông một thuyết trình bao giờ ấy. Có thể là trong cái nhóm thuyết trình nhưng mà nó làm ở các vòng ngoài gì đó. Thế thì đây là một cái hạn chế rất là lớn đó. Khi mà ra thực tập làm việc ấy, thì sếp nó giao cho một cái dự án
dự án của công ty rất là tốt, nhưng mà báo cáo trước trước đối tác nó trả ra đâu vào đâu này. Như là cơm nguội ấy, thì cả hàng 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 ngàn công nhân viên là bị thiệt hại. Và thầy đã nói rằng phương pháp giảng dạy đóng góp vào việc phát triển kỹ năng mềm chứ không chỉ là kiến thức. Và một số thầy cô đã nói rằng là việc của chúng tôi là chỉ có dạy kiến thức thôi, cũng không có bổn phận về dạy kỹ năng. Thế nhưng cái nhận thức đó thì nó cũng chưa thật sự đầy đủ. Phương pháp giảng dạy của giảng viên đóng góp vào việc phát triển kỹ năng sinh viên. Đó. Và đương nhiên là kỹ năng mềm thì có nhiều yếu tố tác động, trong đó có vấn đề là đoàn hội cũng là một yếu tố tốt để rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng trình bày, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức, kỹ năng sắp xếp, kỹ năng làm việc nhóm, vân vân. Trong đó phương pháp giảng dạy đóng góp một phần vào cái việc này. Thì cái case 1.1 thì thấy bạn Thùy ấy, bạn ấy có một cái mở đầu ấn tượng đấy, và bạn có sự kết nối với cái mở đầu đó với cái nội dung của bạn. Đây là một điểm ưu điểm. Và đây cái đẳng cấp nó nằm ở cái phần mở bài nhé. Hình dung ông Thùy. Đẳng cấp nó nằm ở cái phần mở đầu, mặc dù nó chỉ 30 giây. Nhưng mà đẳng cấp là chỗ đấy. Cái mở đầu mà gây sự thu hút chú ý là quan trọng đó. Nó quyết định đến cái hiệu quả trình bày rất lớn. Về tiêu chí đánh giá thì về mặt nội dung ấy thì 3 sao hay 4 sao thì cũng đều là am hiểu về nội dung trình bày và cũng đều có kết cấu mở bài. Về phần nội dung chính tức là thân bài và kết luận. Tuy nhiên cái tiêu chí 4 sao cao nhất ấy, thì là cái mở đầu là thu hút. Nội dung chính tức là thân bài thì chi tiết, là cái kết luận thì đáng nhớ. Đó. Chiến thuật xây dựng thế nào thì thầy cũng có hướng dẫn. Tuy nhiên thầy thấy các bạn Thùy có phần mở đầu ấn tượng đấy. Đây đây là một cái thành công đầu tiên của em nhé Dạ. Thùy. Và cái logic tiếp cận của bạn Thùy cũng hợp lý. Đây là ưu điểm đấy, cái logic tiếp cận logic cao và có tính hợp lý, tức là mở đầu bằng một cái gì đó nó ấn tượng, rồi là cung cấp bối cảnh, tại vì cái vấn đề này là một cái sự vụ việc vụ kiện nổi tiếng, cung cấp bối cảnh cách tóm lược. Và bạn tiếp cận theo góc độ là cung cấp cái bối cảnh tóm lược gây tò mò cho người nghe, chứ không trình bày cái bối cảnh một cách chi tiết. Nhé Khánh Vân ơi, nhé mở đầu của em bằng bối cảnh thì cũng là một cách mở đầu, tuy nhiên để gây sự thu hút chú ý và tò mò của khán giả thì không trình bày chi tiết liên quan đến bối cảnh nhé, mà bắt đầu trình bày. Thầy góp ý cho em trường hợp của Vân ấy là nêu bối cảnh rồi nêu ra các câu hỏi kích thích, sau đó để ngỏ rồi bắt đầu phân tích sau. Vân ơi, Dạ vâng. đấy là một chiến thuật đấy, chứ mình nêu bối cảnh mà mình nêu chi tiết mà giải thích không kỹ thì nhiều khi người ta thấy không thuyết phục, là một. Thứ hai là nó mất đi cái sự tò mò thú vị của khán giả, ok không? Nên là chỉ là cung cấp bối cảnh tóm lược và đưa ra những kết luận mang tính vụ việc, mang tính gây gây sự chú ý tò mò đó, sau đó bắt đầu mình mới phân tích sau. Trường hợp của Phương ấy thì thầy thấy rằng cái mở đầu của em là cũng là một ưu điểm ấn tượng và có tính kết nối với cái nội dung đấy Phương. Dạ thầy ơi, bạn Phương bạn đi chích ngừa, bạn nhờ em ghi âm lại cái bài này để gửi bạn, nên là thầy cho Rồi thế bạn thế thì cái. bạn bạn cũng nhắn tin xin phép thầy nghỉ đây rồi. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn thầy. Và góp ý cho bạn Phương ấy, thì đầu tiên sau khi sau cái phần mở đầu thì bạn bạn cũng trình bày bối cảnh,
Và cái điểm ưu điểm của bạn Phương ấy là bạn ấy nêu bối cảnh và bạn có nêu được câu hỏi có tính kích thích. Đấy là cũng điểm này ưu điểm. Về phần nội dung ấy, thì bắt đầu chuyển sang các cái khái niệm về thị trường. Thì như bữa trước thầy có góp ý cho cho bạn Thu Sương này này. Thì chú ý là liên quan đến thị trường ấy, thì bữa đấy thầy đã đọc cho hai cái định nghĩa. Có nghĩa một cái định nghĩa cũ, hiện nay các giáo trình cũ sử dụng cái đó. Giáo trình của chúng ta là giáo trình quốc tế, nên là cái định nghĩa thị trường hiện đại. Và mục tiêu của việc trình bày các vấn đề về cái định nghĩa thị trường thì phải phân tích được cái tính ưu việt của định nghĩa mới. Định nghĩa mới nó giúp chúng ta nhìn tổng thể cả một con voi. Còn định nghĩa cũ thì giống như chúng ta nhìn các chi thể của con voi. Nó giống như là thầy bói xem voi, nó không toàn diện. Nhìn thị trường với con mắt lệch lạc và hiển cận, nó không bao quát được. Cụ thể ở đây này, các bạn ghi chú lại. Thứ nhất là phải làm nổi bật hai vấn đề. Thứ nhất là định nghĩa thị trường cũ là một cái nơi cụ thể, nhưng mà cái thị trường hiện đại không còn là nơi cụ thể nữa do phát triển của thương mại điện tử. Nên các bạn phân tích kỹ thêm. Ý thứ hai là liên quan đến thị trường nó không hiện đại, nó định nghĩa là không còn chỉ là cái tương tác thực tế. Tương tác thực tế là như thầy vừa nói, thầy có hay nói đấy. Cứ nghe là bây giờ thì cần mua trái cây thì ra chợ gặp bà bán trái cây. Rồi là mặc cả giá. Rồi thông qua cái tương tác giữa người bán và người mua, tức là bữa đó mà có nhiều người bán, ít người mua thì giá khác. Nhiều người mua mà lại ít hàng hóa, ít người bán thì giá khác. Tức là tương tác thực tế. Tuy nhiên cái định nghĩa thị trường hiện đại nó còn là tương tác tiềm năng, tức là những cái bà không bán trái cây, tức là bà đang bán các cái thứ khác, bán thịt hay bán cá gì đó, nhưng mà thấy cái thị trường hấp dẫn này thì có thể tham gia vào thị trường, nên là phải cân nhắc được cả những cái tương tác tiềm năng nữa. Và cái định nghĩa thị trường hiện đại nó có hai ưu điểm. Thứ nhất là nó không định nghĩa là một nơi cụ thể, nó chỉ định nghĩa là một tập hợp người mua người bán thông qua sự tương tác thực tế và tương tác tiềm năng để hình thành nên giá. Đây là liên quan đến vấn đề về cái khái niệm thị trường, sau đó các cái khái niệm liên quan đến cái định nghĩa thị trường và phạm vi thị trường ấy, thì có một điểm cần phải lưu ý như thế này này. Thứ nhất là cái trường hợp của Vân ấy, thì em nêu ví dụ về các loại thị trường rồi phạm vi thị trường thì em phân tích thị trường thức ăn nhanh, đúng không Vân? Dạ đúng ạ. Tuy nhiên bây giờ thế này này, chúng ta phải tập trung vào cái mục tiêu của cái cây để làm cái gì. Mục tiêu của cây là làm sáng rõ cái khái niệm, cái vấn đề liên quan kiến thức phạm vi thị trường trong cái bối cảnh đó là thị trường chất tạo ngọt. Và toàn bộ cái cây đó chỉ tập trung vào thị trường chất tạo ngọt, còn toàn bộ các cái loại thị trường khác hay thị trường thức ăn nhanh thì thầy khuyến khích các bạn đưa vào phần cuối cùng của bài thuyết trình, tức là các câu hỏi mở rộng. Sau khi mình phân tích thấu đáo một thị trường, làm mẫu hình cho tất cả rồi, thì bắt đầu mình sẽ, các bạn đã đủ tư duy để trả lời cho các tư duy để trả lời các câu hỏi khác, thì em chuyển cái nội dung này xuống phần cuối cùng của bài thuyết trình dưới dạng là câu hỏi mở rộng. Và cái tư duy tiếp cận khi mà tiếp cận cái vấn đề đó là gì? Có nghĩa là chúng ta không trình bày nhé Vân nhé, mà em chuyển sang dạng câu hỏi, hình dung Vân? Dạ được. Chuyển sang dạng câu hỏi cho các bạn tương tác. Sau đó sau khi tương tác xong, em tổng hợp lại và em mới là kết luận. Và mới là trình bày nhé Vân nhé. Tại vì cái đây là một cái tiêu chí quan trọng để nâng cao cái tiêu chí đánh giá về cái gọi là interaction đấy này. Trong đó 4 sao là có nhiều câu hỏi. Tuy nhiên cái câu hỏi đó nó phải thỏa mãn yêu cầu, phải rõ ràng. Nhiều người đặt câu hỏi là người ta không rõ ràng, dẫn đến người ta hiểu đa nghĩa. Nên câu hỏi phải rõ ràng, bao quát được điểm cốt yếu của bài thuyết trình.
Và một cái đặc trưng thứ hai của cái sự tương tác mà đạt cái tiêu chí 4 sao cao nhất là diễn giả chủ động tìm kiếm và sẵn sàng trả lời câu hỏi từ khán giả. Trong khi 3 sao thì có vài câu hỏi kiểm tra về các cái điểm cốt yếu và diễn giả sẵn sàng trả lời từ khán giả. Còn 2 sao thì là có khoảng độ 1-2 câu. Tuy nhiên 1-2 câu này thì có một số câu thì chưa rõ ràng. Tức là hỏi này, cái câu hỏi nó không được chỉnh chu. Nên là gây ra cái sự hiểu lầm. Còn đôi khi là diễn giả bị động với các câu hỏi từ khán giả thì cái đấy là 2 sao. Còn cái 1 sao thì là không có câu hỏi tốt để kiểm tra sự chú ý lắng nghe khán giả. Nếu có thì các câu hỏi này thì cũng không rõ ràng, không phù hợp, tức là nó có vẻ là lệch chủ đề và diễn giả lảng tránh câu hỏi từ khán giả. Đấy là 1 sao nhé, tiêu chí đánh giá về cái sự tương tác. Cái nội dung này thì nó phù hợp cho tất cả mọi người của tất cả các nhiệm vụ và của các chương, nên là thầy nó nói là 30-50% có thể các bạn khác thấy hữu ích là lý do đấy. Có nghĩa là không lấy ví dụ nhiều về các loại thị trường nhé Vân nhé. Em cứ phân tích thật kỹ về cái định nghĩa thị trường mới và cũ là thành công rồi. Rồi bỏ hết các thứ khác ra. Cái chuyện đó để bàn sau nhé Vân nhé. Yeah. Phạm vi thị trường thì phân tích kỹ cái định nghĩa phạm vi thị trường. Sau đó thầy thấy cái bước tiếp theo của em là em nêu 2 cái đặc trưng kinh tế cơ bản phân định phạm vi thị trường. Thì trong tình huống này thì chỉ có phân tích Shizuho đó, đúng không? Phân tích thị trường rất rất là ngọt thôi. Và chú ý rằng là chuyển sang dạng câu hỏi. Bữa trước thầy đã đọc về một số câu hỏi để mang tính hệ thống để khẳng định xem là nó thỏa mãn cái tính cạnh tranh hay tính thay thế đấy Vân ạ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Có nghĩa là chuyển sang dạng câu hỏi ấy. Cụ thể là bây giờ thầy các bạn tốc ký này, ghi cho kỹ vào. Bây giờ thay vì em trình bày thì đầu tiên là chuyển sang câu hỏi để cho các bạn trong lớp tư duy về vấn đề này trước đó. Nhưng mà trước khi để cho các bạn tư duy hiểu rõ về các câu hỏi của mình thì mình phải cung cấp các kiến thức cơ bản. Tức là trước khi nêu về 2 đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định phạm vi thị trường thì em phải giới thiệu rất rõ về Shizuho nhé. Yeah. Vâng ạ. Nhé. Yeah. Phải bổ sung giới thiệu rất rõ về Shizuho, tại vì là nghe cái từ Shizuho là nó giống như là nghe chuyện trên trời đâu, chúng ta không thực tế, nhưng mà đâu biết rằng là người ta đang sử dụng hàng ngày, mà thậm chí vừa nghe học người đang uống đang sử dụng nước ngọt, trong đó có cái thành phần ingredient từ Shizuho, nhưng họ không biết, hoặc là bánh kẹo vân vân đủ thứ. Nên phải làm cho người ta thân thiện với từ Shizuho kia. Hình dung không Vân? Vâng, em hình dung. Trong khi đó bạn Thùy thì bạn giới thiệu phần Shizuho như thế là tốt đấy. Tức là em có làm cho người ta hiểu rõ về cái Shizuho là gì. À. Rồi về mặt câu hỏi thì về mặt tính thay thế thì em định hỏi khán giả cái câu như thế nào để thầy sửa cho câu hỏi đấy. Tính cạnh tranh em định hỏi câu như thế nào? Tại vì là yêu cầu là tương tác cho nó thiết kế câu hỏi phải rõ ràng, bao quát được điểm cốt yếu mới là thành công. Thì em thử nghe xem là bữa trước thầy có đọc cho bản thu xương ý chú lại rồi đấy. Bây giờ em thử nêu thử xem là có ổn không? Dạ thầy ơi. Dạ thầy, bữa hôm trước thầy chưa có góp ý cho em á. Chưa góp ý luôn à? Nhưng mà dạ, thầy đã ghi chú đầy đủ đấy rồi nhá. Dạ. Của của xương ấy thì cái phần bố cục thì về mặt mở đầu ấy thì làm rõ về cái vấn đề sự kết nối với cái nội dung của case, đó là kết nối, nêu cái kết nối rằng là cái hiểu biết về kiến thức kinh
doanh, nhưng mà cụ thể là phải nói rõ là trong đó cái một nội dung quan trọng đó là kiến thức về phân định phạm vi thị trường, để nó kết nối với cái cây mà em trình bày Sương ạ. Dạ. Ok không? Dạ. Mình nêu vấn đề mở đầu nhưng mà mình phải tạo ra sự dẫn dắt và kết nối một cách hoàn hảo với cái cây mình đề cập ấy, thì mới có được một cái mở đầu thành công nhé Sương nhé. Dạ. Em nói về hiểu biết về kiến thức kinh doanh thì tốt rồi, nhưng mà cụ thể hơn là kiến thức về phân định phạm vi thị trường nhé. Ok không? Dạ. Ờ rồi. Sau đó thầy cũng thấy em trình bày cái bối cảnh của cây. Đấy. Em có và cái copy vừa nãy liên quan đến cái vấn đề thị trường thì có định nghĩa hiện đại và định nghĩa cũ. Có cần thầy đọc lại cho cái định nghĩa cũ không? Dạ không, em đã ghi lại rồi thầy. Ừ, ghi lại được rồi. Và chú ý rằng là không phân loại thị trường, mình không gọi từ phân loại nhé, mình dùng đúng cái kiến thức chuẩn chúng ta đang học nhé, để không gây sao nhãng đến cái mục tiêu của cái cây nhé, không phân loại gì hết, không lấy ví dụ gì hết nhé. Yeah. Cái phần thị trường chỉ làm rõ là thị trường cũ và thị trường định nghĩa cũ và định nghĩa hiện đại thôi. Trong đó cái phân loại của em thì thực ra trong cái định nghĩa thị trường hiện đại đã nêu rồi, của một hàng hóa hay một nhóm hàng hóa rồi đấy, Dương ạ. Dạ. Yeah. Nên là không có phân loại gì nữa, cái chuyện này phải tránh, tại vì là nó sẽ làm mình phải biết mục tiêu là gì, mục tiêu truyền đạt là gì, mà mình cứ đi phân tích nhiều cái đa góc độ thì nó sẽ không tập trung, và đôi khi nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng nội dung của em nhé. Dạ. Yeah. Các vấn đề khác thì để sau khi kết thúc phần trình bày thì bắt đầu em mới muốn mở rộng sang các thị trường khác hay cái gì đó thì thoải mái. Ok không? Yeah. Thì nội dung nó rất là tập trung. Cũng bỏ luôn cái phần điều kiện xuất hiện thị trường và chức năng thị trường nhé. Cái này nó máy móc, nó giống như là cái kiến thức cũ quá rồi nhé. Yeah. Cái chuyện đó là vấn đề nó làm sao nhãng đi cái mục tiêu của cái case ấy. Nên là không đưa cái điều kiện xuất hiện thị trường và chức năng của thị trường. Nguyên cái chức năng thị trường thì thầy có thể giảng trong vòng mấy ca học thôi. Nên là bây giờ mình nói thế thì nó cũng không được chuyên sâu, mà nó cũng lại đi cái mục tiêu của cái cây này nhé. Yeah. Thứ hai là cái em có đề cập đến yếu tố phân biệt thị trường như là tính đồng nhất này, chi phí vận chuyển này, em có mô tả liên quan đến vàng và gạch, các cái vấn đề này để đẩy xuống dưới nhé, Sương nhé. Dạ em sẽ đặt nó sau cái đẩy xuống dưới sau khi kết thúc cái cây về thị trường chất đạm ngọt này. À dạ. Không bàn ở đây, và cũng không dùng gọi là yếu tố phân biệt thị trường mà phải gọi là phân định. Dạ. Phải tập trung vào hai cái đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định nhé, phân định khác phân biệt, phân định phạm vi thị trường. Bây giờ hiểu cách đơn giản là như thế này này. Phân định là như thế này. Có nghĩa là bây giờ phân định phải biết là đường hay là Shizuongo thì có chung một thị trường không hay là ở bên ngoài. Hiểu cách đơn giản vậy đi, đúng không? Hoặc là về mặt địa lý thì những cái khu vực nào, tức là cái ranh giới về mặt địa lý, thì những cái phạm vi địa lý nào thì được coi là chung một thị trường hay là nằm ngoài thị trường. Có hình dung không? Dạ hình dung được. Đấy là cái hai đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định phạm vi thị trường thì trình bày theo góc độ đấy, bỏ cái phần phân biệt nhé. Yếu tố phân biệt thì cái này thầy thấy em phân tích cái này là để giải thích cho nhiều các vấn đề liên quan đến vàng, chi phí giao dịch, cái này là rất tốt đấy. Nhưng mà để phân tích liên quan đến cái mấy cái câu trong nhiệm vụ liên quan đến thị trường vàng hay là thị trường này kia đấy, thì dùng cái kiến thức này là rất tốt để phân tích đấy. Đây là một cái điểm mà thầy thấy em có sự sáng tạo so với các bạn khác đấy nhé. Yeah. Nhưng mà đẩy xuống sau khi kết thúc, bây giờ chỉ tập trung vào hai đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định phạm vi thị trường là như vừa thầy vừa nói liên quan đến cái của bạn Vân rồi bạn Thùy với cả Phương đây này, là phân tích hai đặc trưng về mặt tính thay thế cái cạnh tranh, nhưng mà đầu tiên phải chuyển sang dạng câu hỏi ấy. Hình dung không? Dạ hình dung được rồi.
Thế thì Vân em thử nêu câu hỏi, thì nêu trong phần này em định nêu câu hỏi gì thì nghe thử thế này, hay là đánh vào phần chat để sửa để cho cơ thủy. Và chú ý là nếu dạng câu hỏi thì để cho các bạn tương tác xong xuôi rồi thì bắt đầu mình mới tóm được, tổng hợp lại và trình bày một cách bài bản nhé. Và chú ý rằng là cái sự thành công của luật sư của phía công ty này, họ thành công là từ ba khía cạnh. Thứ nhất là kiến thức về pháp luật cạnh tranh, thứ hai là kiến thức về kinh tế học pháp luật, cụ thể đây là kiến thức về phạm vi thị trường, thứ ba là kiến thức về thống kê đấy. Rõ ràng là chúng ta lập luận không có bằng chứng thống kê thì không thể thuyết phục được về tòa án nhé, trong cái vụ việc này. Hiểu không? Dạ Và rõ ràng là luật sư họ họ vận dụng đầy đủ cả một kiến thức mang tính chất gọi là liên môn chứ không phải chuyên môn. Sao nói thì nghe. dạ thứ hai là chắc lúc đầu em sẽ hỏi mấy bạn là định nghĩa thị trường của Bộ Tư pháp Mỹ và công ty này là thế là nó khác nhau như thế nào, rồi sau đó đặt ra câu hỏi đó là liệu Serono có phải là một thị trường đặc thù hay không, xong bắt đầu Em thiết kế câu hỏi làm sao và tình huống dẫn dắt làm sao để cung cấp cho người ta thông tin rồi cho thể người ta tư duy vấn đề. Theo cái nghĩa là những người mà chưa đọc cái kênh này vẫn có thể tư duy được phần nào ấy. Chứ không phải là em đặt câu hỏi như thế là định nghĩa thị trường theo khía cạnh của Bộ Tư pháp này thì dành ra những người ta đã tìm hiểu kỹ về cái kênh này rồi nhé. Ok không? Thế là vấn đề thiết kế câu hỏi nó phù hợp và rõ ràng là quan trọng lắm nhé. Có nghe kịp thầy nói không? Đó nên là những cái vấn đề đó thì phải tránh, không đặt những câu hỏi kiểu đó nhé. Bây giờ liên quan đến cái vấn đề về hai đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định và phi thị trường này thì bốn bốn bạn chú ý để thầy đọc cho này nhé. Thứ nhất là về mặt tính thay thế thì hỏi là cái này là phân tích nói chung luôn đấy, phân tích cho tất kỳ một thị trường nào đó, sau đó em hỏi các bạn tư duy liên quan đến cái chủ đề của cái này phù hợp cho cả cái kênh 1.2 nhá Ngọc Anh ơi. Ok không? Ngọc Anh có đó không nhỉ? Với cả bạn Dương Nhi này. Cái vấn đề thầy nói liên quan đến đều là thuộc phạm vi thị trường đấy. Trong đó phân tích hai đặc trưng kinh tế cơ bản là dành cho tất cả các bạn đấy. Rồi bạn Chí Thành nhé. Đây tôi thấy bạn Dương Tuyết Nhi đây rồi. Bạn bạn Chí Thành có đây Dạ có hả? không? Rồi bạn Ngọc Anh có đây không? Dạ thầy ơi, Ngọc Anh Thư hả thầy? Nguyễn Ngọc Anh Thư phải không thầy? Ngọc Anh đuôi 204 này. Dạ em tên là Anh Thư á thầy, 204. À thế hả? Dạ vâng ạ. Thế tên Thư à? Dạ vâng. Thì chú ý rằng là thầy đang nói cái vấn đề này là nó liên quan luôn cả kênh 1.2 nhé. Trong đó cái vấn đề về phân tích hai đặc trưng kinh tế cơ bản, phân định phạm vi thị trường, phân tích về tính thay thế, tính cạnh tranh thì đều phải chuyển sang dạng câu hỏi hết nhé. Ok không, Thư? Dạ, ok thầy ạ. Thế nên là câu hỏi thì giờ chú ý tất cả bạn ghi này. Thứ nhất về mặt tính thay thế á, thì hỏi là để thỏa mãn cái điều kiện về tính thay thế thì thứ nhất nó phải thay thế được với nhau về mặt công dụng và chức năng. Ghi kịp chưa? Dạ, em đang đi thầy. Thứ hai nữa là liên quan đến tính thay thế phải có một ý này nữa, tức là để đo lường xem là nó có tính thay thế hay không thì thường nó phải có một cái thí nghiệm và có một cái kích thích để đo lường cái phản ứng của thị trường như thế nào. Nếu mà phản ứng thị trường theo hướng này thì lại cùng chung một thị trường đạt tiêu chí về tính thay thế, hoặc là nếu mà chiều hướng khác thì lại có kết luận khác.
Cụ thể trong tình huống này là kích thích về giá, giống như một thí nghiệm đấy. Nếu mà giá của cái xì dầu ngô mà tăng lên thì người ta có thay thế chuyển sang đường hay không? Tức là giá của một cái sản phẩm này mà tăng lên thì có ảnh người ta có sử dụng thay thế sản phẩm khác hay không? Liên quan đến xe đạp cũng thế nhé. Nhá Thư này, Thành này, với cả bạn Nhi này. Đấy là hai cái yếu tố để đo lường và tính thay thế nhé. Thầy đang giới thiệu một công cụ để phân tích mười mấy cái câu hỏi của nhiệm vụ này đấy, tức là tiếp cận câu hỏi bất kỳ đều về tính thay thế, phân tích được hai cái điểm cốt tử đấy. Được chưa, ghi kịp không? Về tính cạnh tranh ấy thì để đo lường cái tính cạnh tranh ấy thì cũng thông qua một thí nghiệm có tính để thăm dò thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Ví dụ như là cái sản phẩm này được khuyến mãi giảm giá rồi các cái chế độ ưu đãi vân vân thì cái kia là không, cái kia không khuyến mãi, không có giảm giá, không có chế độ thu hút hấp dẫn thì có bị mất thị phần hay không. Nếu mà mất thì mình sẽ có đủ căn cứ kết luận, mà không mất thì lập tức là biết ngay rồi đấy. Có bất kỳ vấn đề không Thư? Dạ có thầy. Và ý thứ hai nữa là liên quan về tính cạnh tranh ấy, thì vừa nãy thầy nói rằng là khi mà có những kích thích liên quan đến khuyến mãi, giảm giá, các chế độ khác thì cái thằng còn lại nó có bị mất thị phần hay không thì phải hiểu rõ là cái định nghĩa thị phần nhé. Tại vì thị phần cũng là một cái technical word đấy, một cái từ có tính chuyên môn đấy, một cái từ đó thể giải thích bằng nhiều dòng ấy. Nên là phải làm rõ cái thuật ngữ đấy nhé, được không? Dạ được thầy. Rồi bây giờ khi mà phân tích xong như vậy rồi thì ví dụ như trường hợp liên quan case 1.1 thì có thể cung cấp các bằng chứng thống kê rồi số liệu để dẫn chứng minh họa cho cái việc sử dụng đường của Shizuno nó thay thế trong sản xuất công nghiệp như thế nào, và thực tế bằng số liệu thực trong vòng 50 năm như thế nào. Hình dung ông Vân này, Thùy này, rồi Phương này, rồi Sương đấy, dùng cái có nghĩa là sao nhỉ, bằng chứng để mà thuyết phục được bộ được tòa án là nó phải trên cái bằng chứng thống kê, và cụ thể đây là nó có một biểu đồ về diễn biến sử dụng hai cái loại đó trên thị trường, có số liệu thống kê thực tế đấy chứ không phải cái chuyện số giả tưởng đâu. Nó diễn biến từ trước vụ kiện tụng rồi sau vụ kiện tụng và đến tận thời điểm bây giờ. Đây là cái vấn đề cung cấp hiểu biết về cái thị trường chất tạo ngoài. Và chú ý rằng là liên quan đến vấn đề này nữa thì có một điểm nữa là vai trò hiểu biết về, tức là cái hiểu biết về cái kiến thức về phân định phạm vi thị trường thì nó quan trọng như thế nào đối với chính phủ và đối với doanh nghiệp. Và trong cả hai cây thì đều có thể phân tích về khía cạnh chính phủ thì như thế nào và doanh nghiệp là như thế nào. Tuy nhiên liên quan đến cái cây 1.1 thì nhấn mạnh nhiều hơn về phía chính phủ. Còn cái cây 1.2 thì nhấn mạnh nhiều hơn về cái việc hiểu biết về kiến thức phạm vi thị trường này nó quan trọng thế nào đối với doanh nghiệp. Nha. Rồi sau khi kết thúc cái phần trình bày case thì bắt đầu em có thể sử dụng các câu hỏi khác trong trong nhiệm vụ để làm các câu hỏi mở rộng để tăng cái tính tương tác của bài thuyết trình. Và lưu ý là như thế này này. Là bắt đầu buổi học ấy thì thầy sẽ có một cái cơ chế như này. Thầy sẽ ủy quyền cho các cái bạn thuyết trình case được chỉ định căn cứ trên cái sự đưa tay trên cái Zoom này, đưa tay muốn trình bày
Thì thầy sẽ ủy quyền cho các bạn thực hiện case này. Khi mà bạn nào trình bày case thì bạn ấy có quyền chỉ định mời căn cứ trên số người có mong muốn tương tác, và thầy là sẽ ghi nhận, ghi chú lại đầy đủ cho những cái bạn tương tác đó, ghi chú đầy đủ về cả và đánh giá cái chất lượng trả lời của các bạn để thầy ghi nhận cho các bạn. Ngay từ buổi đầu buổi học thầy sẽ thiết lập một cái cơ chế như thế. Được chưa? Các bạn thì hình dung cái cơ chế đấy không? Dạ có ạ. Ừ. Thầy sẽ ghi chú, chăm chú lắng nghe cái phần tương tác của các bạn có cái nguyện vọng đăng ký vấn đáp với thầy này. Rồi các bạn được giao nhiệm vụ, và các bạn khác mà giơ tay hay là giơ tay hay là đánh có cái mục giơ tay này, em hướng dẫn các bạn. Thì thầy ủy quyền cho các bạn điều phối về vấn đề tương tác đó, và căn cứ chất lượng tương tác thì thầy sẽ có hình thức phân tích. Và thật nhấn mạnh về cái tính tương tác của buổi học nhé. Đó. Cái tiêu chí tính tương tác là một yếu tố thầy nhấn mạnh rất là nhiều đó. Và trong cái bộ đánh giá thì thầy coi cái tiêu chí đó là tiêu chí rất quan trọng. Và chú ý rằng là đối với liên quan đến các vấn đề thuyết trình như thế này ấy, thì cái sự thu hút tạo ra cái sự chăm chú lắng nghe và tư duy của làm cho cái khán giả tư duy chăm chú, đặt câu hỏi rồi phản biện qua lại, thì đấy là sự thành công của bài thuyết trình ấy. Chứ đừng nghĩ là các em cứ nói nhiều là thành ra là hiệu quả ấy. Mình phải thay đổi cái tư duy như thế, đúng không? Yeah. Để cho các bạn tư duy tư tưởng, trình bày quan điểm, thảo luận qua lại, rồi mình sẽ là người điều phối và người tóm tắt và có hiểu biết sâu về các cây này, thì bắt đầu mình mới trình bày về sau cuối cùng, chứ không phải là mà, ngay từ đầu đã vội vàng trình bày làm gì nhé. Đừng tư duy theo cách đó, cách đó không phải là một cách hiệu quả đâu. Rồi, đối với cái cây 1.2 này thì thầy thấy bạn anh Thư, bạn ấy có một cái mở đầu ấn tượng đấy. Cái mở đầu của bạn anh Thư là tốt đấy. Đấy là cũng thể hiện một cái đẳng cấp đấy. Mở đầu nó chỉ cần 30 giây thôi nhưng mà nó lại thể hiện đẳng cấp. Các vấn đề về cái khái niệm thị trường, phạm vi thị trường, vân vân thì nó giống như cái cây số 1.1. Liên quan đến phần phân tích hai đặc trưng kinh tế cơ bản, phân định phạm vi thị trường ấy, thì giống như cách tiếp cận của cây 1.1 là các bạn chuyển sang dạng câu hỏi như thầy vừa nãy thầy đọc cho các bạn đó. Và chú ý rằng là đối với trường hợp của Thư ấy thì liên quan đến cái phạm vi thị trường và chủng loại thì em có đề cập đến các cái hãng thời trang Gucci này kia gì này, đúng không Thư? Dạ đúng ạ. Nhưng mà có một cái điểm góp ý là cái thuế suất 5-10% ấy thì không phải là doanh nghiệp quyết định đâu nhé. Cái này là của nhà nước rồi nhé. Cái đấy không phải là cái cơ chế kiểu doanh nghiệp. Doanh nghiệp ví dụ khuyến mãi giảm giá 5-10% thì được. Còn thuế thì không bắt buộc là phải. Đây là một loại thuế gián thu dùng cho thu đánh vào người tiêu dùng, nhưng mà này thông qua doanh nghiệp này, bán lẻ thì dùng thứ. Dạ có, để em xin lại khúc đó. Không có chuyện 5-10%. Ví dụ như giảm giá thì được. Ví dụ như thằng Gucci nó giảm giá 5%, thằng kia giảm 10% thì được. Dạ. Về mặt danh giới, về mặt địa lý, em phân tích đến thị trường thức ăn nhanh, trong đó phạm vi quốc gia, khu vực như vậy thì đúng không? Dạ đúng rồi.
Tuy nhiên bây giờ như là thầy vừa nãy thầy thầy góp ý cho bạn Vân này, rồi bạn Sương ấy, thì có nghĩa là mình phải biết mục tiêu của cái cây là gì, nên là không sao nhãng cái mục tiêu tối thượng là thị trường sẽ đạt nhé. Các cái này là vấn đề hấp dẫn đấy, em có thể trình bày sau khi kết thúc xong cái vấn đề xe đạp sang cái cuối cùng mà mở rộng sang các thị trường khác, thì thầy khuyến khích cái ví dụ của em. Ok không Thư? Dạ vâng. Còn trên từ đầu đến đuôi chỉ bàn mỗi xe đạp để cho người ta có một cái gì nó u vào tai, chỉ bàn mỗi xe đạp, giống như các bạn lên Đà Lạt đấy, ra chợ đêm Đà Lạt thì cứ 50.000 50.000 hay là 100.000 100.000 nó bán cái đồ đồng giá mà, chợ đêm bán cái đồ quần áo người ta nên đến mặc để chống rét mà, hiểu không? Nó tạo ra một cái sự tập trung bàn mỗi vấn đề xe đạp, nó cứ u vào trong tai bàn mỗi xe đạp, nó làm được sự phân tích rất là sâu. Sau đó khi mà xong xuôi rồi, xong kết thúc xe đạp thành cái mô hình phân tích chuẩn rồi, thì bắt đầu em mới bàn đến các vấn đề liên quan đến thị trường thời trang hay thức ăn nhanh hay bất kỳ cái thị trường gì trong cái nhiệm vụ 2 chương 1 đấy, dùng ông thư. Cái phần phân tích về tính cạnh tranh, tính thay thế thì em có biểu diễn dưới dạng câu hỏi, thì cái này là một ưu điểm là tốt đấy. Thế cái phần mở đầu của em ấn tượng, cái phần phân tích em chuyển sang dạng câu hỏi để tăng tính tương tác là tốt. Đối với trường hợp của Nhi á, thì trường hợp Nhi thì có ưu điểm là em giới thiệu các cái hãng xe của Việt Nam và các cái xe đạp phổ biến ở Việt Nam. Đấy, cung cấp hiểu biết để cho người ta trước khi mình chuyển sang đặt câu hỏi về hai cái đặc trưng kinh tế cơ bản, về phân định phạm vi thị trường, phải phải giới thiệu cho người ta về mặt giá cả rồi là các cái chủng loại. Nếu giống như bạn bạn Dương Tuyết Nhi này, Nhi ơi. Dạ thầy. Như vậy là tốt. Tuy nhiên còn cung cấp thêm cái hiểu biết liên quan đến xe đạp chuyên dụng đó nhá, Nhi nhá. Dạ. Và không không dùng cái đơn vị tiền tệ là đô nữa, mà dùng sang Việt Nam đồng để cho ta hình dung một vấn đề nó thân thiện gần gũi, để họ có cái hiểu biết và có ra quyết định cách phù hợp khi mà mình đặt câu hỏi. Vừa nãy liên quan đến phân tích về hai đặc trưng cơ bản để phân định phạm vi thị trường, mình có câu hỏi gì nhưng mà mình phải cho người ta hiểu biết về giá cả rồi chức năng công dụng của từng loại chứ nhỉ, đúng không? Kết cấu thiết kế của từng loại thì bắt đầu mới hỏi được, đấy là cả một nghệ thuật đấy. Rồi vấn đề liên quan đến cái của bạn Thành ấy, thì về mặt nội dung thì về cơ bản tốt đấy. Bạn có đề cập đến các cả các hãng xe chuyên dụng ở Việt Nam, có như vậy là cũng là ưu điểm. Tuy nhiên có góp ý đối với Thành ấy, thì là cái tiêu chí về sự trôi chảy thì hiện nay là cần phải cải thiện nhé Thành nhé. Dạ vâng. Bây giờ cái tiêu chí về sự trôi chảy thì nó như thế này này. Cái tiêu chí trôi chảy mà cấp độ cao nhất là 4 sao ấy, là trình bày một cách trôi chảy, không có các ngập ngừng. Có thể là có lời độn nhưng mà tại vì là nói cần phải nghĩ mà, chứ đâu phải cái chuyện gì được, nên là có thể có những lời độn và có ngập ngừng nhất định, nhưng mà nó lại cái quan trọng giữa 4 sao và 3 sao đó là 4 sao thì cái ngập ngừng và lời độn đó thì không gây mất tập trung, trong khi cái 3 sao này thì có một hai lần ngập ngừng và một vài lời độn và nó gây ra cái chuyện mất tập trung nhất định nào đó. Còn cường độ ngập ngừng càng cao thì cái sao nó thành 2 sao hay 1 sao. Ý thứ hai là về mặt tự tin và thái độ thì tất cả đều cần phải chú ý.
Trong đó có những bạn thì hiện nay đang ở cấp độ tốt rồi, còn bạn thì còn chưa chưa còn đang ở cấp độ thấp. Thầy hay nói rằng là một bài thuyết trình có nội dung nó không có gì mới, cũng không có gì là thú vị, nhưng mà cái cách trình bày nó lại tạo ra sự thú. Cụ thể là nếu mà chúng ta trình bày với một cái sự nhiệt tình, với một cái sự đính đạt và chắc chắn, vừa nói vừa vừa nghĩ là không biết là mình nói đúng hay sai, thì nó tính thuyết phục không cao đâu. Đó. Và thầy nó nói là các bạn cứ tự tin lên, không có gì phải lo lắng cả, tại vì là các bạn nghiên cứu một cái cây đó rất là kỹ. Một cây đó thì về mặt một trang chưa đến một trang A4 trong cái cây giáo trình quốc tế, trong khi đó thầy cô thì đọc nhiều, thầy cô có thể đọc đến cả ngàn trang một môn rồi nhiều môn đó. Thế nên là các bạn tập trung vào một vấn đề hẹp như thế, nên là cứ nói tự tin thoải mái, không có gì phải ngập ngừng hay là tự ti hay gì đó. Nói với sự nhiệt tình, đĩnh đạc và chắc chắn nhé. Rồi. Của bạn Thành thì có ưu điểm là bài của bạn ấy thì cũng có tính tương tác, và kết thúc bạn có các câu hỏi kiểm tra sự chú ý của khán giả, mang tính xem là có chú ý các nội dung trình bày của bạn hay không. Với bài có các câu củng cố thì cũng là một ưu điểm. Đầu tiên là câu hỏi ở dưới dạng đơn giản trước để cho dễ dàng tiếp cận đó, và sau đó chuyển sang các câu củng cố nữa. Tư duy nâng cao thì đấy là cũng là một cách tiếp cận tốt nhé Thành nhé. Dạ, cảm ơn. Rồi. Nay thì tạm thời góp ý ở 1.1, 1.2. Tình hình từ nãy giờ cũng được 50 phút rồi. Thứ nhất, hôm nay chúng ta làm việc đến thế nào? Được chưa? Có câu hỏi gì không? Dạ, thầy ơi, cho em hỏi một tí à. Là ở phần phạm vi thị trường á, là mình nêu cái định nghĩa lên, rồi em muốn phân tích về hai cái tính thay thế và tính cạnh tranh á. Nếu mà thầy ý là thầy kêu là không nên đề cập tới các thị trường khác để không làm sao nhãn cái thị trường chính, thì mình chỉ đặt câu hỏi và cho các bạn trả lời thôi hả thầy? Em nghĩ là nêu về phạm vi thị trường, định nghĩa này, rồi cái phần về hai đặc trưng kinh tế cơ bản để phân định phạm vi thị trường, đó là một phần về sau nữa. Thì đầu tiên là nêu một cái khung sườn có tư duy hệ thống để tiếp cận một cái phân tích một thị trường bất kỳ, để cho người ta là như thế nào là cạnh tranh, như thế nào là thay thế, hiểu không? Dạ, ý là mình không cần phân tích sâu về cái đó trước không thầy? Mình chỉ đúng cần rồi. Mình chỉ biết là mình cho người ta biết là như thế nào thì được coi là thay thế, như nào là cạnh tranh, rồi chuyển sang dạng câu hỏi bảo người ta tư duy về vấn đề liên quan đến thị trường xe đạp. Chuyển hẳn luôn thành một câu hỏi cụ thể, đúng không? Yeah. Sau khi lắng nghe xong thì bắt đầu mình mới phân tích. Bây giờ mới đến khúc phân tích của em. Thì ngay từ đầu không phân tích nhé. Yeah. Đó. Khi nào mà phân tích là mình sau khi mình giới thiệu về cái thị trường xe đạp xong mình mới phân tích rõ về cái thay thế. Giới thiệu về thị trường xe đạp với rõ ràng, sau đó là giới thiệu về cái cách phân tích, tức là như thế nào thì được coi là cạnh tranh, như nào là thay thế, dưới dạng câu hỏi của thầy á, cho người ta tư duy về như thế nào cạnh tranh, như nào thay thế, sau đó mới chuyển sang vận dụng vào cái xe đạp này xem người ta suy nghĩ như thế nào đã. Yeah. Thôi tương tác xong thì bắt đầu em mới bắt đầu mới trình bày bài bản mang tính tổng hợp và kết luận, hiểu không? Dạ vâng. Ừ đó. Còn các vấn đề, các cái thị trường khác thì em nêu ở cuối cùng, nó là dạng câu hỏi củng cố và mở rộng đấy. Hình dung thứ. Dạ, dạ. Cái cây của em từ đầu đến phần gần cuối là chỉ bàn mỗi xe đạp thôi. Sau đó phần cuối cùng bắt đầu mới mở ra các cái món khác. Dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Được chưa? Còn ai hỏi gì không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi một xíu thầy.
Dạ là bữa tiết trước á, bữa thứ tư á em có nộp PowerPoint rồi đề cương với thẻ ghi chú cho thầy rồi đó. Giờ em sửa lại cái phần thầy mới vừa góp ý là em sẽ gửi thầy lại bữa thứ hai nha thầy. Cái gì? Nói lại thì nghe này. Là hôm bữa thứ tư á là mình sẽ làm nhiệm vụ 2 thì em đã gửi cho thầy cái phần PowerPoint với đề cương rồi thẻ ghi chú của em á. Nhưng mà giờ thầy có góp ý thì em sẽ gửi lại cho thầy nha. Đúng rồi, điều chỉnh lại rồi gửi sang hả? Dạ, em cảm Cũng ơn. được, ok nhé. Dạ. Thầy, cho em hỏi cái đặt câu hỏi á, ý là cái cách đặt nó như thế nào nhưng em vẫn chưa hình dung ra được kiểu cái cách đặt khiến cho mấy bạn tư duy với thầy. Chưa biết cách xây dựng dạng câu hỏi ấy hả? Dạ. Thế thì thứ nhất là em quan sát cái cách thầy thầy giảng bài ấy. Em thấy có nhiều câu hỏi Dạ có. học với thầy Mạnh thấy có nhiều câu hỏi không? Dạ có. Hay hay là thầy Mạnh nói từ đầu đến đuôi không hỏi ai? Dạ thầy có hỏi. Thế trường hợp cách đặt câu hỏi thì câu hỏi gì thì vừa nãy thầy đã đọc rõ liên quan đến tính cạnh tranh, tính thay thế thì em đặt câu hỏi gì đấy? Đã đọc cho rồi mà đúng không nhỉ? Và Thầy trước một có vấn đề gì thì em cũng có thể yêu cầu người ta tương tác tư duy trước về vấn đề đó, sau đó em mới mới trình bày. Nên cách tiếp cận đấy. Dạ. Và chú ý rằng là câu hỏi thì là câu hỏi nó không phải là thách đố nhé, câu hỏi là phải là cái sự dẫn dắt để người ta tư duy vấn đề để phát hiện ra vấn đề nhé, không phải là câu hỏi mang tính thách đố nha Thư nhé. Câu hỏi thách đố là chỉ để dùng cho thi cuối kỳ đó, thầy cô thiết kế để xem là có như thế nào để cho điểm hay là điểm cao hay thấp thôi. Còn đây là câu hỏi mang tính dẫn dắt người 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 nghe để mà tư duy được vấn đề, tự tư duy được vấn đề, hình dung không Dạ. Thư? Cái này không phải là câu hỏi giống như là thi vấn đáp, mà câu hỏi này là câu hỏi mang tính vừa là hỏi nhưng vừa là mang tính gợi ý để cho người ta tư duy nhận thức được vấn đề bằng cái tư duy bản thân của người ta, ok không? Dạ thầy. Được rồi. Đó. Thế là thầy gợi ý liên quan đến việc xây dựng câu hỏi đấy. Rồi được chưa? Còn câu hỏi gì nữa không? Dạ thầy ơi, Ừ. dạ ví dụ mà cái vấn đề tương tác tiềm năng á thầy, em muốn đưa ra một cái ví dụ giống như là mình nói về những cái vận chuyển shipper bây giờ như là Grab hay là Uber ngày trước á thầy, thì cái đó có gọi là một thị trường tiềm năng không? Tại vì trước đó nó không có, ở Việt Nam nó không thịnh hành đó. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cũng không không phân tích kỹ ngay phần đó để sang phần mở Dạ rộng dạ. cuối cùng em mới quay lại cái định nghĩa thị trường thì em đặt các câu hỏi khác. Ví Dạ. dụ như thầy thấy có người ta liên quan đến vấn đề về hiện nay là chỉ có người mua người bán trên một cái thị trường bất động sản ở phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức thôi. Hình Dạ. dung không? Dạ. Tuy nhiên bây giờ có những người không 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 mua 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 đất, không tham gia trực tiếp vào thị trường, tức là tương tác thực tế là có, nhưng mà việc mà có tuyến metro tuyến số 3 từ từ Hiệp Bình Phước vào Suối Tiên ấy, thì lập tức là sẽ có những cái tương tác tiềm năng ấy nhé, ok không? Dạ. Đó thì cái chuyện đó là dạng dạng câu hỏi mở rộng, và để tránh sao nhãng thì cái chuyện đó mình bàn xong cái chuyện của mình đã nhé. Dạ dạ dạ. Rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Thầy, Ừ. cái câu hỏi thầy đọc á, hôm bữa là thầy nhớ nhầm là thầy sửa cho bạn Sương á, nhưng mà thầy chưa có sửa nên là chưa có đọc mấy cái câu hỏi cho tụi em. Ừ, thầy vừa vừa đọc đấy, có ghi kịp không? Bây giờ đọc lại cho. Dạ thầy có thể nhắc lại giùm em được không? Câu đầu tiên là về mặt tính thay thế thì đầu tiên phải hỏi là đối với thị trường xe đạp ấy, khi người ta hiểu biết về giá cả xe đạp bên này kia rồi thì em hỏi là
Thứ nhất là hai loại xe này có thay thế việc công dụng chức năng cho nhau được không? Hay là hỏi cách dễ hiểu hơn thì là người dùng xe đạp đua chuyên nghiệp người dùng xe đạp thông thường để đua có được không? Đúng không? Dạ dạ. Thì em phải phân tích là cái cấu trúc chức năng của cái xe đạp thông dụng và xe đạp thông thường nó khác nhau như nào, cho mục đích đua nó như thế nào. Ok không? Dạ. Ừ, thế là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bây giờ mình cho một cái kích thích về giá như này này. Ví dụ như là xe đạp chuyên dụng như ví dụ như bây giờ đang 300 triệu, bây giờ giảm còn 200 triệu thì cho sinh viên hay là các bà nội trợ có đua rổ xô đi mua xe đạp chuyên dụng để mà đi chợ đi học không? Được không? Dạ. Yeah. Vừa là câu hỏi nhưng mà lại có tính dẫn dắt và giúp người ta tư duy đấy. Đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Thế là xong về tính thay thế nhé. Dạ. Yeah. Bây giờ tính cạnh tranh. Thì hỏi là các cái xe đạp chuyên dụng. Ví dụ như là các cái xe đua khoảng độ 200-300 triệu như thầy nói. Là có chương trình khuyến mãi giảm giá. Trong khi đó cái xe đạp thông thường không có khuyến mãi giảm giá gì cả. Thì cái xe đạp chuyên dụng có mất thị phần hay không? Được chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Nếu mất thì như thế nào mà không mất thì như thế nào thì em biết rồi gì? Dạ yeah, dạ. Yeah. Ừ. Hoặc là hỏi lại ngược lại một lần nữa. À, đối với các cái xe đạp thông thường mà khuyến mãi giảm giá thì các cái xe đạp chuyên dụng, các hãng sản xuất xe đạp chuyên dụng mà không khuyến mãi giảm giá theo thì có bị mất thị phần hay không? Được chưa? Dạ vâng. Ờ, đó đó. Dạ thầy ơi, vấn đề thì cái thị phần là mình chỉ cần nêu khái niệm cho các bạn hiểu thôi đúng không thầy, chứ mình không cần phải đi sâu vô đúng không thầy? Ờ không, không dạ. Đi sâu, mình cái cần sâu thì nó là cái mục tiêu của vấn đề. Dạ, định nghĩa đơn giản thôi mà. Yeah. Không nên phân tích ví dụ các cái thị trường khác nó làm sao nhãng vấn đề đi. Yeah. Ừ. À, nếu mà có đi sâu thì cũng một chút xíu thôi. Ví dụ như là có một cái biểu đồ tròn giống như nước bánh thị trường ấy, gồm về nước giải khát thì gồm có Pepsi hiện nay là chiếm bao nhiêu, Coca bao yeah. nhiêu, Tân Hiệp Pháp bao nhiêu thì đúng không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Đó thì chỉ đơn giản thế thôi. Dạ. Yeah. Rồi. Hay là bây giờ nếu mà em có được cái bản đồ hình tròn dành cho các xe đạp thông thường mặc tin này hiện nay bao nhiêu rồi các món khác bao nhiêu nữa thì tốt, nó lại liên quan đúng cái liên quan đến cái xe đạp này luôn. Dạ. Yeah. Hay là liên quan đến thị phần, liên quan đến có cái số liệu liên quan đến đến chất tạo ngọt đấy. Vẽ một biểu đồ tròn hiện nay là đường bao nhiêu và siro ngô bao nhiêu thì giống thế. Dạ. Yeah. Ừ đó thì nó không bị sao nhãng vấn đề. Được chưa? Còn ai câu hỏi gì không? Rồi nhá. Kế hoạch ban đầu thì 30 phút bây giờ thầy đã hỗ trợ các bạn một tiếng này. Cái này thì nó sẽ hữu ích cho đến một nửa cái nội dung này là hữu ích cho cả các bạn thuộc nhiệm vụ khác và chương khác, tại vì nó cũng xoay quanh các vấn đề liên quan đến kỹ năng thuyết trình, cách xây dựng câu hỏi, bố cục các cái chiến thuật để mở đầu cũng như tăng sự tương tác nhá. Rồi không có câu hỏi gì thêm thì để kết thúc ở đây. Chào mọi người nhé. Dạ, chào thầy, cảm ơn thầy. Em chào thầy. Rồi, chào mọi người nhé. Chào các bạn. Em chào thầy ạ. Ừ, bye bye nhé. Rồi, bây giờ thầy đang ghi âm lại đấy. Thì các bạn chú ý rằng là tốc ký thì chú lại cho cẩn thận. Thì thầy vừa nói rằng 50% các nội dung thầy góp ý cho năm bạn này thì có thể hữu ích cho các bạn làm các cái trường khác, tại vì nó cũng liên quan đến các vấn đề liên quan đến kỹ năng thuyết trình. Thứ nhất là cái phần case 1.1 của bạn Phát ấy, đôi của em là cuối 163.
đúng pháp. Dạ đúng đó thầy. Ừ. Thì cái bài của pháp, rồi bài của thấm, bài của trinh với cái bài của sáng thì có nhiều nhiều ưu điểm. Rồi nếu mà ưu điểm gì thì chắc là để bước tới khi mà các bạn thuyết trình xong thì thầy trao đổi kỹ hơn, nhưng mà đại khái này sẽ có nhiều ưu điểm. Bài của pháp thì thầy thấy em có cái sự đầu tư và có sự nghiêm túc khi mà thực hiện nhiệm vụ, đấy là một cái điểm đáng khen ngợi, và đấy cũng là cái điểm thành công ấy. Tại vì là cái nhiệm vụ này thiết kế ra để giúp các bạn phát triển kỹ năng thuyết trình và thái độ làm việc chuyên nghiệp, thì để như vậy là nó đã đạt được cái mục tiêu đấy. Về mặt kết cấu bố cục thì thầy thấy rằng là cái kết cấu và bố cục của pháp là hợp lý, logic. Cái gì trình bày trước, cái gì trình bày sau thì cái đấy là cả một nghệ thuật, chứ không phải đơn giản. Nghệ thuật sắp xếp ấy, trình bày nó theo cái trình tự tăng tiến vấn đề để giúp khán giả người ta nhận thức được vấn đề một cách rành mạch rõ ràng, đấy là cả một nghệ thuật nhé. Cái phần mở đầu của pháp ấy thì cái câu danh ngôn của em thì thầy chưa thấy có tính kết nối với cái nội dung của cái cây 1.1 này nhé pháp nhé. Dạ thầy. Thầy đang tiên tập trung vào các cái điểm góp ý hoàn thiện này. Thế thì thầy có để ý thì sẽ có một số góp ý sau đây này. Để em nêu mở đầu bằng cái cách tiếp cận, em đưa giá chứng qua các năm, sau đó em nêu các câu hỏi mang tính kích thích như thế là tốt nha pháp nhé. Còn cái câu danh ngôn đấy thì thầy thấy nó chưa có tính kết nối thì có thể bỏ cái nội dung đấy đi. Dạ, còn mở đầu bằng cái việc là đưa cái diễn biến giá chứng qua các năm và em đưa câu hỏi kích thích được như vậy là thành công rồi của phần mở đầu đấy pháp ạ. Dạ em cảm ơn. Sau đó em có trình bày về giá danh nghĩa, thì em có nêu định nghĩa, rồi có phân tích, có ví dụ, rồi có câu hỏi tương tác, thì cái này là tốt. Rồi em bàn tới cái yêu cầu là cần phải hiểu biết về giá thực, thì cái này là cũng là điểm thành công. Ở đây thì em có đề cập đến cái khái niệm rổ hàng hóa. Tuy nhiên trong CPI thì không chỉ rổ hàng hóa thông thường đâu, mà nó còn rổ hàng hóa điển hình đó. Nhấn mạnh cái chữ điển hình trong CPI nhé Pat. Dạ. Khái niệm rổ hàng hóa là quan trọng rồi, khi nghiên cứu quy chế học rồi. Tuy nhiên cái trong CPI thì nó không dùng rổ hàng hóa theo nghĩa thông thường đâu, mà nó là rổ hàng hóa điển hình ấy. Phổ biến của người dân ấy, nó gọi là điển hình ấy, nhé. Thì ở đây em có đưa ra cái vấn đề liên quan đến diễn biến về lạm phát, thì chú ý cả giảm phát đấy nhá, hình dung ông pháp. Dạ vâng ạ. Lạm phát, nhưng mà cái phần màu vàng ấy sẽ có người con người ta sẽ hỏi rằng là có tự nhiên có cái khúc màu vàng trong biểu đồ của em ấy, thì thầy em biết cái đấy là giảm phát nhé. Và chú ý ra ghi chú lại là lạm phát thì thực ra nó là cái phần trăm delta của CPI của năm đó. Ví dụ như này, ví dụ như lạm phát của năm 2021 đó là CPI của 2021 trừ CPI của 2020 chia cho CPI của 2020, thì đúng không? Trên là delta, dưới là CPI của năm trước đó. Đó chính là lạm phát, còn nếu mà ra một cái số âm thì nó là giảm phát nhé. Về phần CPI thì em có nêu định nghĩa cách tính rồi cơ cấu của thế giới, thì cái này thì tốt rồi. Chú ý đây là cái cơ cấu của một cái rổ hàng hóa điển hình của trung bình của thế giới nhé. Yeah. Em có đề cập đến PPI thì xử lý xong cái phần lý thuyết như thế là tốt.
Liên quan đến cái vấn đề bắt đầu sau khi xong cái phần lý thuyết đó thì em đi vào cái vấn đề liên quan đến chứng và chi phí học đại học ấy, thì một điểm trước khi trình bày em phải nhấn mạnh rằng là cái số liệu này là cái số liệu thực chứ không phải là cái số liệu giả tưởng nhé Phát nhé. Tức là chúng ta phải hiểu biết số liệu thực thì mới biết được cái tình hình kinh tế thực diễn biến qua hàng 60 năm hay 50 năm chứ, đúng không Phát? Dạ đúng rồi. Số liệu thực và cái diễn biến này là diễn biến của phương Tây và của các nước có trọng số lớn của nền kinh tế thế giới nên là nó có ý nghĩa với cả thế giới nên là chúng ta học nhé. Ok không? Dạ vâng. Mình phải nhấn mạnh cái chuyện đó. Đây cũng là một công cụ gây kích thích đấy. Và thông qua nghiên cứu ví dụ này em phải cho các bạn thấy rằng là cái này thầy nói luôn với cả Thắm với cả Trinh với cả Sáng nhé, và ba bạn nhé. Dạ. Thắm có đo không nhỉ? Dạ có ạ. Trinh nữa này. Trinh đâu? Dạ em đây thầy. Rồi Sáng đâu? Dạ có ạ. Có một điểm cần lưu ý là các bạn phải rõ ràng là cái số liệu này là cái số liệu thực, ví dụ như đối với trường hợp của Thắm này, của Trinh với cả của Sáng ấy, nêu rõ là cái số liệu này là diễn biến cái mức lương tối thiểu thực tế, số liệu thực tế, tình hình thực tế của Mỹ là một cái trọng số lớn của thế giới, chúng ta cần phải nghiên cứu. Giống như là cái GDP của Việt Nam nó chỉ chưa bằng một dấu chấm phẩy của Mỹ thôi. Mỹ nó chiếm trọng số gần đến một phần nửa đến một phần ba của thế giới rồi. Nghiên cứu về cái trọng số lớn của thế giới giúp ta hiểu biết về thế giới. Hình dung ông Thắm? Dạ vâng ạ. Phải nhấn mạnh cái chuyện đó đây là cái số liệu thực và diễn biến của thế giới thông qua một cái giai đoạn rất là dài. Nên là nhận thức được về vấn đề đó là chúng ta đã hiểu biết được thế giới đến một nửa rồi. Ok không? Dạ. Còn nếu mà nghiên cứu các nước lẻ tẻ thì thực ra là hiểu biết cái đấy thì trọng số so với thế giới nó chỉ là 1%, nên là nó không đáng để nghiên cứu. Trường hợp của Phát cũng thế nhé. Phát ạ, em phải nói là vì sao phải nghiên cứu giá trứng nhé. Trứng là một thực phẩm quan trọng đối với cái cơ cấu thực phẩm của toàn thế giới nên là ta nghiên cứu trứng là một cái hàng hóa điển hình nhé. Dạ. Được không? Dạ vâng ạ. Tại vì kinh tế học người ta có đặc điểm là nó tập trung vào những gì cốt yếu. Nghiên cứu các cái trọng số lớn của thế giới rồi nghiên cứu trong cái cơ cấu thực phẩm thì không nghiên cứu hết mà nghiên cứu cái thực phẩm nào quan trọng nhất ấy. Hiểu không? Dạ. Để làm nổi bật cho các bạn thấy. Ở trong cái chuyện chi phí học đại học thì nó tác động rộng lớn toàn thế giới rồi. Như Việt Nam thôi, một năm nó tác động đến cả 1 triệu người rồi. Đây là Mỹ, là một cái thị trường giáo dục lớn thế giới nên là chúng ta sẽ hiểu biết về cái diễn biến chi phí học đại học ở các nước phương Tây như thế nào. Đặc biệt là có những bạn du học sinh hoặc là cái sự cạnh tranh giữa thị trường giáo dục thế giới nên là cái hiểu biết này là rất là quan trọng đấy. Đặc biệt là dân tư vấn du học là họ rất dành về các cái chi phí học đại học của các nước này. Du Pháp? Dạ, em hình dung được thầy. Đó. Và nghiên cứu thế giới thì có nghĩa là không phải là chuyện trên trời, nó cũng có tương quan Việt Nam ấy. Đặc biệt là các cái chương trình ở Việt Nam hiện nay gọi là quốc tế ở Việt Nam ấy, thì có sự đánh giá so sánh chứ không phải là nó độc lập hoàn toàn đâu nhé. Ok không? Dạ vâng. Rồi cái thầy góp ý cho Phát một cái điểm này thì làm cho cái chất lượng tương tác của em tăng lên đáng kể này Phát này. Dạ. Thứ nhất là em biểu diễn các cái thứ nhất là cái phần các hai dòng giá thực thì em bỏ đi nhé, tạm thời che đi, hình dung Phát. Dạ. Chỉ cho biết CPI và giá danh nghĩa thôi, còn giá thực che đi. Sau đó là em hướng dẫn cách tính theo một cái năm gốc này và năm gốc kia là mẫu cho mọi người ta, mẫu hình cho mọi người ta nắm bắt vấn đề. Ok không? Dạ vâng. Sau đó thì em biểu diễn cái bảng đó vào cái file Excel. Rồi các cái giá thực của các năm thì em đánh số, ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy, rồi cho cả lớp người ta tương tác vào phần chat của Zoom ấy. Dạ. Yeah. Rồi yêu cầu là người nào trả lời cái vị trí số 1 rồi thì người khác phải trả lời vị trí khác nhé, không trùng nhau, ok không?
Dạ vâng. Sau đó em sẽ mời các bạn giải thích vì sao lại ra kết quả đó, rồi tiến hành góp ý sửa chữa, rồi bắt đầu em mới trình bày cách tính chính thức và đưa ra cái bảng cuối cùng nhé, Phát nhé. Dạ. Và cái quá trình tương tác của các bạn thì thầy sẽ ghi chú cẩn thận và có ghi nhận cho các bạn mà. Dạ. Rồi. Thì cái tiêu chí liên quan đến cái interaction là một tiêu chí thầy tách ra một tiêu chí riêng, là lý do đó nó rất là quan trọng. Đó. Thế là tăng cường cái tính tương tác. Ngoài ra thì có những câu hỏi mang tính mở rộng thì thầy có gửi cho em ấy phát. Em chưa mail chưa? Em chết rồi thầy. Ở đó đấy, thì các câu đấy là câu mở rộng thì để cho các bạn trình bày hết tất cả các cây đi, thì bắt đầu em lại để tiến hành cho các bạn tương tác thêm cái phần mở rộng đấy nếu còn thời gian nhé. Ok không? Dạ vâng ạ. Tuy nhiên em cứ tạm thời tương tác trong cái khuôn khổ của cái cây 1.1 này đi. Rồi sau khi nếu còn thời gian thì bắt đầu em mới cho các bạn tiếp tục vận dụng liên quan đến các cái vấn đề nó liên quan trực tiếp cây 1.1 là cái thầy gửi sang cho em. Cũng ở cái dạng là cho các bạn chọn ABCD rồi em mời các bạn giải thích vì sao rồi xử lý các cái vấn đề đó. Nó liên quan trực tiếp đến cái cây 1.1, và chú ý rằng là các cái câu thầy gửi sang cho em là số liệu thực đấy chứ không phải số liệu thầy chế đâu nhá Phát nhé. Dạ vâng ạ. Số liệu thực tế diễn biến thực đấy chứ không phải là số liệu lịch sử đấy, chứ không phải cái chuyện dẫn đâu. Chứ không phải chuyện thầy chế ra một số liệu giả tưởng để tính toán cho vui đâu. Đó, đấy là cái học với cái số liệu thực là nó có sức ảnh hưởng lớn lắm. Ví dụ như là các cái câu 3, 5, 6, 10 thì gửi cho em ấy, tất cả cái đấy là đều là cái dữ liệu thực tế đấy nhé. Một cái nền kinh tế chiếm trọng số lớn của thế giới là Mỹ đấy nhé, Phát nhé. Dạ vâng ạ. Đã nói rồi, cái Mỹ nó mà nó chỉ hắt hơi sổ mũi thôi, nó ảnh hưởng cả thế giới. Em phải hiểu cái tư duy là ở chỗ đấy, đúng không? Dạ, em hình dung. Ví dụ như là câu 3 thì liên quan đến hàng hóa sản phẩm đấy thì thầy lấy giá chính xác cái giá thực tế của từng năm một đấy, theo truy cứu theo giá lịch sử đấy chứ không phải chuyện lớn đâu. Rồi. Đấy là liên quan đến cái cây 1.1. Thì với cái cải tiến như thế thì thầy sẽ thấy rằng là cái bài cây 1.1 của em là sẽ rất thành công đấy. Có rất triển vọng. Rồi liên quan đến cái cây 1.4 thì thầy thấy cái phần của bản thắm với cả bản thầy thấy ở đây bản Trinh là làm mở đầu là ấn tượng đấy Trinh nhé. Cái cách tiếp cận mở đầu của em như thế là một cái sự thành công đấy. Tức là mở đầu nó chỉ có 30 giây thôi nhưng mà nó lại là sự một thể hiện đẳng cấp đấy, không đơn giản đâu. Thế nên cái mở đầu của Trinh là ấn tượng, và em bắt đầu bằng mỗi câu hỏi mang tính kích thích và thu hút như thế là rất thành công. Làm cho người ta thu hút đến cái nội dung em trình bày, sau đó mới và cũng bỏ ngỏ để bắt đầu trình bày với cái cây đó để giải quyết cái câu hỏi thu hút ngay từ đầu. Trinh đuôi của em 243 đúng không? À.
Sợ thì nói rồi nó lại không nghe được thì... Alo thầy nghe không thầy? Hả? Thầy nghe em nói không thầy? Mất công này này này, này... nhận xét rồi này không nghe được thì là sao? À, Trinh đâu? Thế bây giờ cái mic của em có vấn đề đấy, thuyết trình kiểu gì đấy? Để kiểm tra kỹ thuật cẩn thận nhé. À, cái mở đầu của bạn Trinh thì là tốt đấy. Rồi bạn nêu các cái khái niệm về dán danh nghĩa, nêu định nghĩa, rồi có dạng câu hỏi, rồi CVI thì cách xác định. Rồi hàng hóa thì bạn nêu là giống nhau nhưng mà khác nhau về giá. Rồi chú ý một điểm là Trinh ghi chú cho cẩn thận vào này, tức là em đang phải nói rõ trước khi đưa ra cái hình về cái cơ cấu của Việt Nam, cái tính CPI nêu rõ đây là cơ cấu rổ hàng hóa điển hình của Việt Nam. Trước khi tiếp cận biểu đồ thì phải biết là biểu đồ về cái gì đã, rồi bắt đầu mới phân tích cơ cấu gồm có bao nhiêu phần trăm cái này cái kia, thì đúng không Trinh? Cái đấy là cơ cấu rổ hàng hóa điển hình của Việt Nam đấy. Rồi một điểm nữa là em nói đến giá tiêu dùng nhưng mà phải nói đàng hoàng và đầy đủ vào, chứ không phải giá tiêu dùng đâu mà chỉ số giá tiêu dùng nhé Trinh nhé. Thầy cứ thấy em nói giá tiêu dùng ấy Trinh ạ. À. Nghe được không? Thì trong cái phần này thì liên quan đến thực chứng và chuẩn tắc thì em có nêu khái niệm phân tích ví dụ như thế là tốt. Đây, xong về mặt lý thuyết về cái vấn đề về chuyển sang mức lương tối thiểu thì thầy góp ý luôn cho cả ba bạn Thắm này, bạn Trinh này, rồi bạn Sáng này, khi đã động đến mức lương tối thiểu thì phải hiểu nó là cái gì cái đã. Đó là cái mức lương mà nhà chính phủ áp đặt doanh nghiệp phải trả cao hơn cái mức lương áp đặt đấy, gì gọi là mức lương tối thiểu. Phải làm rõ đó cái gì cái đã. Hình dung không Thắm? Dạ, em hình dung ạ. Có nghĩa là động đến mức lương tối thiểu để cho người ta biết là mức lương tối thiểu là gì đã. Đó là cái mức lương mà chính phủ áp đặt doanh nghiệp sử dụng lao động không được trả thấp hơn cái mức lương đó. Nó gọi là mức lương tối thiểu. Ok không? Dạ. Và phải nói rõ là cái chức năng của mức lương tối thiểu để làm gì. Đó, phải làm rõ vấn đề đó. Thì rõ ràng là mức lương tối thiểu là cái công cụ của chính phủ để mà đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện sống của người lao động gì. Yeah. Ừ đó, phải làm rõ cái chức năng đó. Sau đó bắt đầu mới đem phân tích các vấn đề về các bang hay là các năm vân vân. Đó, đây là thầy góp ý luôn cho cả bạn Trinh rồi các bạn đấy. Thám cũng thế. Và cái thầy có một góp ý cải thiện cho cái trường hợp của Thắm này. Thứ nhất là cái kết cấu nội dung của Thắm là thầy thấy là rất tốt. Tuy nhiên cái mở đầu thì thầy thấy rằng là nó chưa được thuyết phục nhé Thắm nhé. Dạ. Yeah. Thế thì một cách để cải thiện là như này này. Thay vì em nói đến vàng thì em hay nói đến cái tiền lương trên cái báo Tuổi Trẻ thầy vừa gửi cho em rồi đấy Thắm ạ. Dạ. Yeah. Thấy không? Dạ thấy. Thế thì em đọc cái thông tin về một cái nhân vật anh chị này có profile như thế nào đấy. Năm 99 rồi bắt đầu là em thấy em đưa ra một cái rồi là đưa ra một câu hỏi kích thích rồi mang tính thu hút và gây cho người nghe có sự tò mò là em thành công phần mở đầu. Ok ông Thắm? Dạ em hiểu rồi. Chứ mà đưa vào giá vàng rồi chúng ta lại bàn về mức lương tối thiểu thì nó không có sự ăn nhập nhé. Dạ. Thứ hai nữa là khi bàn về vàng thì nó cũng không thực sự tốt lắm đâu, tại vì là động đến vàng thì nó là một vấn đề khác, nó cũng không phản ánh được cái mức giá chung đâu, tại vàng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả.
nó không còn đơn thuần là cái cơ cấu về mặt bằng giá cả nhé thắm nhất, nó còn cái phụ thuộc vào cái niềm tin vào đồng tiền nữa cơ, và cái tình trạng sức khỏe của nền kinh tế đấy cơ, ok không? Dạ. Yeah. Còn so sánh sánh cái suất cơm hoặc là mức lương thì phù hợp, nó phù hợp hơn. Còn cái vàng ấy thì vàng là cái công cụ cất trữ giá trị, nên là cái bàn về cái vấn đề đó trong tình huống này thì nó chỉ giải quyết một phần, chứ nó chưa phải là nó vàng nó đại diện được cho mặt bằng giá cả nhá Thắm. Dạ em hiểu rồi. Thì thầy vừa gửi cho em cái hình mà thầy đi khắp các cái tiệm sách báo cũ ở Sài Gòn đấy, thầy đi mất một tuần đấy, tức là thầy dạy cái gì có 2 phút hay 5 phút thôi, nhưng mà thầy tẩn mẩn tò mò tìm hiểu tư liệu các thứ để cho các bạn hình dung cái gì được gọi là thực tế khách quan, nên nó công phu lắm. Nhìn thông qua cái cách tiếp cận của thầy này, các bạn đã thấy rồi, nó công phu đến mức nào. Thì thầy gửi cho bạn cái thầy tìm được cái tờ báo Tuổi Trẻ năm 99 nhé. 99 thì các bạn đã sinh chưa? Dạ chưa ạ. Ừ đó. Rồi. Thế thì những anh chị mà cái mục gọi là gì nhỉ? Người tìm việc, tức là giới thiệu profile của mình để mà kỳ vọng mức lương yêu cầu, thì bây giờ bữa nay giờ họ cũng thành 40 mấy 50 rồi đó. Thế là phần mở đầu mà cải thiện được thì làm cho chất lượng của em nổi bật lên rất là nhiều như Thắm nhé. Còn các phần về sau thì thấy là của em làm rất là thành công. Có một điểm góp ý là trong cái hình ấy thì trong cả ba bạn ấy, Thắm này rồi Trinh này rồi Sang nhé, khi là động đến cái hình ấy, thì phải nói rõ là cái đô la năm 2000 là gì nhé, phải làm nổi bật được cái đô la năm 2000 nhé Thắm. Dạ. Yeah. Ừ. Tại vì cái hình đấy nó nói đến vấn đề giá thực và tính bằng đô la năm 2000 thì mình phải giải thích rõ đàng hoàng cái cụm đó. Và thầy gợi ý luôn là đô la năm 2000 là theo mặt bằng giá cả năm 2000, hay nói cách khác nó là một cái đồng đô la cố định, và nói dễ hiểu hơn nó là theo mặt tất cả đều quy về mặt bằng giá cả năm 2000, đúng không? Dạ. Yeah. Và em phải giải thích là vì sao lại phải quy như thế, thì em phải giải thích rõ ràng nhé, cả ba bạn này, cả Trinh nhé, Sáng là giải thích là như này. Hồi cấp 3 chúng ta học vật lý, chúng ta nghi học về hệ quy chiếu, đúng không? Có hệ quy chiếu không? Dạ có. Ừ. Tại vì là thời đấy thì thầy cũng thi học sinh giỏi các cấp vật lý mà. Đó, từ tận lớp 9 này, đến lớp 12 này. Thì chú ý rằng là hệ quy chiếu ấy, thì rõ ràng là cùng một vấn đề nhưng mà soi lên hệ quy chiếu khác nhau thì nó khác nhau cái gì, đúng không? À. Dạ. Ừ. Thế bây giờ để có so sánh được thì bắt buộc phải quy về cùng một hệ quy chiếu. Có công nhận chuyện đó không? Dạ. Ừ. Thế bây giờ tất cả đều quy về một cái hệ quy chiếu, đó là cái mặt bằng giá cả năm 2000, thì bắt đầu mới so được các năm nha. Tức là phải rõ, làm rõ cái thuật ngữ đô la năm 2000 ra. Ok không? Dạ. Ừ. Thì bắt đầu mới phân tích được cái hình đó. Các bạn khi tiếp cận phân tích biểu đồ thì phải làm rõ các nội dung của biểu đồ, bắt đầu mới phân tích tăng giảm hay thế nào đó. Giống như là nhìn cái biểu đồ mà chúng ta không làm rõ được cái giá thực giá danh nghĩa thì cái chuyện tăng giảm đấy còn ý nghĩa gì nữa, đúng không nhỉ? Dạ đúng. Nếu rồi không làm rõ chuyện giá thực giá danh nghĩa thì nhìn là tưởng là tăng đấy, nhưng có tăng đâu, đúng không? Dạ. Ừ đó. Thế thì cái cách tiếp cận liên quan đến cây 1.4 này thì thấy rằng là một ý nữa là thầy thấy Thắm là dùng từ giá trị thực nhé, bỏ từ giá trị đi nhé, giá thực nhé. Dạ. Ừ, giá thực chứ không phải giá trị thực nhé, giá trị thực khác. Giá trị thực là dạng như kinh tế chính trị rồi. Là giá trị của một hàng hóa là kết tinh của sức lao động gì hả? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, nhưng mà cái này không phải cái đó, cái này là giá thực nhé, cũng không phải giá trị thực nhé, ok không? Dạ. Ừ.
Giá trị thực thì là kết tinh của sức lao động, còn giá thực nó dựa trên cái lực cung cầu hàng hóa chứ không phải chưa chắc nó căn cứ trên cái giá trị nội tại nhé Thắm nhé. Dạ vâng ạ. Nên nó khác nhau, nên dùng từ nó cẩn thận chỗ đấy. Một số bạn học kinh tế trị nha, bắt đầu nhầm lẫn sang đây thành cái giá trị thực là không phải. Giá trị thực chả có gì cả, nhưng mà do cái lực cung cầu thị trường dẫn đến cái giá của nó cao thấp, ok không? Dạ. Đấy là khác nhau. Cái vấn đề về mở rộng cuối bài của bạn Thắm là tốt đấy. Rồi các cái vấn đề về phân tích về thực chứng và chuẩn tắc thì thầy thấy bạn Thắm rồi bạn Trinh là rồi bạn Sáng là tốt đấy. Trường hợp của Sáng thì thầy cũng nói như thế nhá Sáng nhá. Cái cách tiếp cận của em là em đưa ra cái vấn đề về mức lương ấy thì nhưng mà mở đầu có vẻ thấy hơi hơi dài thì Sáng nhỉ? Có nghĩa là mức lương thì nói ngắn gọn thôi chứ không phải chúng ta đi học phải biết là trọng tâm của cái cây nó là cái gì. Cho nên tràn lan cái ý nghĩa của mức lương thì nó người ta hiểu quá. Khái niệm mức lương thì nó dễ hiểu rồi. Em chỉ nói được một câu đơn giản là mức lương là cái giá của sức lao động, mình bán sức lao động để mình nhận về mức lương, thế thôi, được không? Rồi nếu nói về ý nghĩa của mức lương thì nói một vài điểm cho nó ngắn gọn thôi. Sau đó cái điểm chính là mức lương tối thiểu ấy. Thì em nêu ra được cái hình thì là tốt, nhưng mà chú ý rằng là em nhìn em cho người ta thấy là mức lương tối thiểu của đã động đến mức lương tối thiểu thì em phải nêu nó là cái gì đó và chức năng của nó là cái gì. Thì thầy vừa nhận xét cho bạn Trinh đấy Sáng. Nó là cái gì? Chức năng của nó là một công cụ đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo cái điều kiện sống của người lao động. Sau đó em nêu cái hình khái quát như thế nào cũng được. Tức là em nhìn vào cái bảng lương tối thiểu nó tăng như thế, nhưng mà em còn nêu xong cái hình thì em nên có một câu hỏi ngỏ mang tính kích thích thì mới thành công ở cái phần mở đầu nhé Sáng nhé. Tức là em nêu là mức lương tối thiểu thì nhìn đây thì có thể thấy là tăng bao nhiêu lần đấy. Tuy nhiên bây giờ cái câu chuyện là có đảm bảo được cái mức sống của người dân hay là của người lao động, đảm bảo an sinh xã hội hay không thì đó là một câu chuyện khác mà nhà kinh tế cần quan tâm. Đó là lý do phải nghiên cứu cái kênh ngày hôm nay. Thì Dung không Sáng? Dạ có. Cái phần mở đầu là đẳng cấp đấy của bài đấy. Nên là thầy đang góp ý cái hoàn thiện cái phần mở đầu của em ấy Sáng. Yeah. Được không? Dạ yeah, được. Liên quan đến cái hình ấy thì thầy cũng vừa nhận xét cho bạn Thắm với bạn Trinh là phải động đến cái hình, phải làm rõ được cái đô la năm 2000 nhé Sáng. Dạ. Yeah. Rồi cái phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc của em thì như vậy là tốt. Tuy nhiên cả ba bạn cần lưu ý rằng là đã là động đến chuẩn tắc thì nó hay động đến cái chữ là lên, nên làm cái gì, nên làm cái kia, đúng không? Đúng theo? Yeah. Đúng theo? Yeah, đúng vậy. Động đến chuẩn tắc là lên cái này, lên cái kia, và chuẩn tắc là chủ quan mà. Nên là chuẩn tắc gọi là các bạn phân tích là đã là chuẩn tắc thì tức là nó liên quan đến cái chuyện này lên thế này lên thế kia đó, và vì sao lên thì có hai lý do đấy. Thầy thấy bạn các bạn phân tích ấy, đúng không? Yeah. Nó ít trực tiếp gián tiếp các bạn phân tích ấy. Thì cách tiếp cận như thế là cũng phù hợp. Thì vừa nãy thầy có gửi cho cả ba bạn cái thứ nhất là cái hình thầy đến các sạp báo cũ Sài Gòn để tìm kiếm thì được cái báo còn lưu lại năm 99 nha. Nhá. Dạ. Thì cái mục người tìm việc tìm người á. Thì thầy đã gửi cho ba bạn thứ hai nữa. Là thầy có gửi cho các bạn một cái gì nhỉ? Cái ba câu
câu 13, 14, 15 chắc Mèo thấy chưa? Dạ thấy đó thầy. Ba câu này là nó liên quan trực tiếp đến cây 1.4 đấy, nhưng không phải là gửi cái gì nó vu vơ đâu. Nó là một câu mở rộng tốt đấy. Ví dụ như là mỗi bạn ba bạn thuyết trình đây, nhưng mỗi bạn sẽ điều phối một cái câu. Sau khi kết thúc trình bày xong thì tạm thời cứ dừng lại cho người khác trình bày cái đã. Sau đó cuối cùng thì mỗi bạn điều phối một câu nhé. Ok không? Dạ. Thì chú ý rằng là câu 13 nó liên quan đến vấn đề gọi là cái gọi là social security administration, tức là cái tổ chức về an sinh xã hội ấy. Họ phải thiết lập cái mức lương tối thiểu như thế nào và họ vận dụng cái kiến thức giá thực để họ thiết lập đấy. Ok không? Dạ. Nên là nó rất thực tế đấy. Còn thứ hai nữa là cái câu 14 thì liên quan đến minimum wage, tức là trực tiếp liên quan đến mức lương tối thiểu đấy này. Ok không? Dạ. Thiết lập mức lương tối thiểu như thế nào là phù hợp, và đây là diễn biến thực tế đấy. Em phải khẳng định đây là cái số liệu thực. Đó. Rồi cái câu 15 liên quan đến thưởng. Thưởng cho một nhân vật thì em sật cái profile của nhân vật. Cái câu 15 nên là nhân vật có thật, và cái sự kiện thưởng này là có thật đấy, nhưng không phải là cái chuyện giả tưởng đâu nhá. Thắm với Trình mới sáng nhá. Dạ. Đây là nhân vật có thật đấy, sợt profile nên cho người ta nhìn mặt mũi và cái việc thưởng đấy như thế nào. Thưởng là đương nhiên là thưởng phải căn cứ trên giá thực, chứ không phải là căn cứ trên giá danh nghĩa nhé, ok không? Thưởng mà. Ok không? Dạ vâng ạ. Thế nên là ba ví dụ này là ví dụ rất hay và phù hợp đấy. Rồi. Như vậy là bạn Quỳnh thì do về sau muộn quá nên không coi được, nhưng mà thầy thông qua cách thầy góp ý cho bạn Phát, bạn Thắm, rồi bạn Trinh, rồi bạn Sáng thì đến 50% em dùng được nhé Quỳnh. Bây giờ thầy có thể dành một chút thời gian thầy xem giúp em được không thầy? Không coi được, coi mất mất thời gian lắm, đến coi phải mất đến của em có thể coi đến 20 phút rồi thầy ghi chú lại nữa, nên là mỗi một bạn coi đến nửa tiếng chứ xong này. Nên là đến do em gửi muộn nên là phải chịu thiệt hại thôi. Để các bạn này gửi trước cho thầy đến gần có gần 2 tuần rồi này. Thế là nhưng mà thông qua phần nhận xét vừa nãy rồi thì đến 50% em dùng được, cũng không có gì là khác biệt quá đâu nha Quỳnh. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ đến cái thời điểm này thì quá 30 phút rồi. Thì hiện nay là thầy mới chăm chú ghi chú được 4 cái bài của cây này thôi, còn cái bài mà chất biến thi thì thầy chưa coi chưa chấm được nhé. Cái đấy thầy phải làm được cả chiều nay mới xong. Rồi. Hôm nay kết thúc buổi nay ở đây nhé. Rồi, chào cả lớp. Chào thầy. Chào mọi người.